giờ đi ra đâu à? Bây giờ giờ thành khui vậy các bạn. Này hơi tối nha, đèn tối à. Lâu lắm rồi mình thấy bà xã của Thanh vui á. Mày quản lý tài chính à. Cui nhưng mà cui là bảy chục với 90 hai loại sầu riêng đi 6 với Thái Lan rồi có hết có mua bổ luôn thì chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình quay sầu riêng của ông Thanh cho mọi người xem nha. Hôm nay là có hai vợ chồng thôi. Hôm nay có sở hữu này mọi người. Chịu nhìn rất là ngon luôn. Cái đẹp trai không dám làm vậy ha. Con em cái này là ai còn chưa không?
70 anh ơi. Cái là mấy người ăn nhiêu túi? 3 người ăn hả? Dạ dạ em ơi. 445.000. 960.000. Cầu đó là tự tự tay thân là tự lựa rồi tự phui luôn các bạn. Số điện nó 4 mấy anh? 4 5 rưỡi. Để chút mà quá ngon luôn. 450 em ơi. Thơ mỏ này rồi. Giờ tự khui tự tay à, vẫn phải chuẩn bị dù trước nha mọi người, nó làm gầm một xíu thôi, nó làm nhỏ mà muối cái gáy muối chà bá luôn rồi. Bốn muối à. Lô này thấy muối nào cũng đều đều ha. Cái nào cũng muối đều đều không ạ. Ở cái phía bên này quay thấy sầu riêng đẹp hơn không ghi. Rõ hơn luôn á, bởi vì bị lóa. Thành thì chiều không. Muối nữa không? Đi ra ông đã vậy. Hút đỡ lên.
sầu riêng có hai loại các bạn, 70, 90 thì vip hơn các bạn, ngon hơn, đều trái hơn, muối đều hơn mọi người. Các bạn sầu riêng thì có đến cái chỗ này, địa chỉ là 515 nha các bạn, và 415 cái mạc 8 vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa các bạn. Thấy Hiếu Nghĩa thì có hai chi nhánh, chỗ này là chi nhánh thấy lớn hơn, đông hơn. Còn chi nhánh đầu tiên mà mình hay quay lúc trước là ở cái chỗ có bao Bình Thiện Lộc ở Tân Phú luôn các bạn. Thanh cua sầu riêng rất có mùi bay nghe bay mùi sầu riêng, cảm giác thế nào ta? quẳng ghiền hả? Vắng là ghiền á. Đường phố Sài Gòn đi 6 cuối tuần này. Xíu à? Xíu thôi. 125 ngàn. Hai trái là đi thêm. Đó mà có vỏ nha. Mini sầu riêng mini. Đầy hộp luôn chứ bộ. Lâu lâu khui, giờ Thanh lâu lâu khui nhưng mà khui rất đỉnh các bạn. À bây giờ bạn chú ý là quản lý tài chính cho mọi người, Thanh đi không ạ? Giờ lúc trước có thấy có mấy bạn phụ lựa bạn chất sầu riêng rồi, bây giờ chỉ hai chồng với lại có một anh bạn mới này mọi người. Thanh với lại vợ Hiếu là vui rất đỉnh nha các bạn.
là 90 nhưng mà có hai loại. Anh mua ký hay là mua trái? Không tự lựa. Không muốn tự đây không lựa cả. Tự đây không lựa không ngon đáng chịu nha. vừa lựa vỏ nào vậy đó, chỉ lựa cho cái này. Anh hay ăn sầu riêng không? Em hay ăn mà thì mới mua chứ. À hay ăn hả? Nhưng mà em chưa có biết khi được em mua ở ngoài mà họ bán cái hộp này. À rồi cui rồi gì? Ừ. Thì chắc bắp hả? Rồi chắc hả? Dạ. Cho nó chắc. Cho nó chắc ăn luôn. À chắc ăn luôn. Hơn là hết xui. Đâu có, đây hơn đâu, không có xui đâu. Đây là điều riết rồi đó. Cái lô này đẹp. Lô sầu riêng đá đẹp lắm. Dạ 8. Ủa đâu 7 con chứ con. Quả chứ rồi xong ngon lành. Dạ. Chắc đây còn đẹp nè. Muối nào không ok thì chị thay lại á, chị đổi lại á. Đó, 7 lạng, 8 lạng. 8 lạng. Là lời hơn á, lời hơn mua cơm á. Cơm cơm là 256. Ờ? Không có, em quay YouTube. Chỗ này nó hơi tối nha các bạn. Lâu lắm rồi mới quay đúng bà xã của Thanh Khui nha các bạn. Thanh là như vậy yếu là Khui rất là đỉnh. Chủ yếu là quay về hậu trường để cho Thanh với mấy bạn vui à. Tôi bo luôn nghe luôn à. Rồi ok nha các bạn, rồi mình sẽ kết thúc video đây. Nói chung là lâu
lâu quay chia sẻ sầu riêng mà gặp giờ Thanh Khui các bạn, lâu hôm nay không có quay chắc vợ của Thanh Khui, hôm nay có dịp quay cho các bạn xem. Nói chung là cái khung cảnh hiện tại thì cũng ít người, mọi người cũng vắng vắng các bạn. Đó, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, các bạn và các quý vị theo dõi kênh Xuyên Mê nha, các bạn.